Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay mình sẽ trình bày về bài tập 7 là hiển thị nội dung LCD. LCD theo yêu cầu trên lớp là hàng thứ nhất thì quy xử lý, hàng thứ hai là tên và hàng thứ ba là đồng hồ. Theo hai cách cách tạo thư viện LCD và cách thứ hai là dùng thư viện LCD có sẵn trong Bix. Đây là bài mô phỏng phần cứng của mình. Đây nút nhấn thạch anh LCD 20x4 và các chương kính nói là cảm biến VSS nói VSS nó vào nó mát VDD nó VCC cảm biến nói VEE RS RS nói chừng chừng E E nói với chừng E nói với E0 RS nói E1 và RW nói với E các chương dữ liệu từ D0 đến 7 nói vào bọc D từ D0 đến D7. Sau đây giải phúc để thích phần mềm của mình. Đầu tiên là mình giới thiệu phần tạo thư viện LCD. Đây là thư viện LCD của mình. Mình tạo như thư viện LCD trên lớp. Các hàng đầu tiên là define là if and try. Ba hàng đầu là nếu mà chưa khai báo thì mặc định thì RS sẽ bằng E0. Mặc định RS sẽ bằng E1, E sẽ bằng E0. Nếu chưa khai báo thì RS sẽ E1 và RW E2 và E sẽ là E0. Booster các hàm như void var LCD command. Đây là dữ liệu. Đây là lệnh đưa vào lệnh là output loud để nhận dữ liệu là vì RS sẽ chờ mức thấp và output e output 2 e output loud e là để cho nhập dữ liệu. Output loud LCD là lấy dữ liệu gửi dữ liệu vào LCD, gửi mã lệnh vào LCD, data là dữ liệu LCD data khác với LCD command là RS. Đây là chân đây là 2 là cho phép hiển thị dữ liệu. Setup là LCD là output loud, loud là thấp là cho setup đặt các lệnh. Các lệnh đây là có trong sách như trong phần mềm thư viện chúng ta đã biết. Đó, trường hợp là ba hàng đầu tiên là khai báo thư viện như chúng ta đã biết thì khai báo bit sử dụng hacket và delay. Đây khai báo các chân. Khai báo các chân đây sử dụng thư viện. Đây là cái bit giờ được phút giây của mình. Đầu tiên là vào hàng volume là set border và border y. Là đơn một nghĩa là đều là ngõ ra nên là không. LCD setup của mình là LCD setup gọi hàm ra họ gọi hàm ra và LCD command là vị trí 0x80 là vị trí là hàng thứ nhất cộng 6 đây là cách có vị trí là 6 là vị trí thứ 6 hàng thứ nhất và vị trí thứ 6 hiện chữ quy xử lý. LCD command 0x0 là hàng thứ hai và vị trí thứ hai thì hiện hình tên mình. Còn giờ phút giây thì mình dùng vòng lặp ba vòng for như theo chúng ta đã biết thì theo các bài trước đã làm thì vòng lặp ba vòng for là thời hiện giờ phút giây và for trong dòng for LCD không may 94 là đầu hàng thứ ba ta sẽ thì hiện giữa đồng hồ 2 chấm và tiếp theo giờ. Giờ sẽ chia cho 10 cộng 30, 30 là mã SKI để LCD là hiển thị trên mã SKI là giờ chia 30 là cộng giờ chia 10 cộng 30 là thể hiện mã SKI. Tương tự là hàng chục và đơn vị. Tiếp theo là thể hiện dấu 2 chấm, còn giữa phút và giây. Giây cũng tương tự như vậy. Sau đây là mình sẽ cho chạy demo thử. Thì mình là không có lỗi.
Đây là mình cho dây nó chạy nhanh lên để chúng ta dễ quan sát. Dây chạy quá nhanh, ta delay lại cho dễ quan sát. 100 giây thôi. Đây là do máy máy nó bị lắc. Rồi, tương tự như vậy ta tiếp phần mềm bài tập thì sử dụng LCD có trong thư viện. Đây là LCD có sẵn trong Big. Ta mở LCD lên. Đầu tiên các hàng đầu tiên là giống, ba hàng đầu tiên thì giống như giống như chúng ta cũng đã biết biết phần LCD này. Tiếp theo là các trong lệnh ta phải define các chân của nó trước khi sử dụng. Define các chân này, định nghĩa các chân này của nó thì ta mới sử dụng. Mình cũng đã định nghĩa bên này rồi, định nghĩa bên này nó có các hàm như các hàm của LCD là hàm LCD init là giống như hàm LCD setup của ta, LCD booster giống như hàm LCD data và LCD go to XE. X là vị trí, Y là hàng, X là vị trí hiển thị và Y Y là hàng. Nhưng mà cái đây khác là LCD nó sẽ thể hiện là 20 nhân 2, nên khi qua hàng thứ ba thì địa chỉ của số X này sẽ là 21, 20, còn Y sẽ là 1. Nó lưu ý là lưu ý hàng hàng ký tự bên này do ta đang dùng LCD 20 x 4. Đây là khai báo vào. Ta cũng tương tự là set trích trong command set trích bột e d LCD init là giống như LCD như chúng ta nói. LCD go to it ta muốn giống như bài kia, bên kia là vị trí là hàng số 1 và vị trí số 6 hiện chữ với xử lý, còn LCD go to it là hàng số 2 vị trí số 2 hiện thị tên mình, giống như bài tập bên này. Bên này của mình đã hàng thứ nhất vị trí 6, hàng thứ hai vị trí thứ hai giống nhau. Giờ ba trong for đây thì giống, cũng như hàng bên kia. LCD go to it là thể hiện là hiện dòng thứ hai, dòng thứ ba vị trí đầu tiên của dòng thứ ba là 21 1, vị trí đầu tiên là hiện đồng hồ. Print check là LCD booster là gửi dữ liệu vào, gửi dữ liệu chuỗi chạy đồng hồ. Rồi phần trăm 0,2 có nghĩa là số số đếm không dấu, hai số có nghĩa là nếu mà hiển thị 0,8 thì số đó sẽ hiện 0,8, nếu mà số 10 sẽ là 1,0 và thể hiện định nghĩa của LCD trong này. Giờ phút giây là các biến biến ta đã đặt gọi vừa trong ra và delay, chúng ta delay 100 giây chờ gì. Chúng ta nạp dữ liệu vào. Ok, trước khi nạp dữ liệu là bên khi ta sử dụng SQL của không biết thì chỉ sử dụng bốn chân dữ liệu là đưa 4 đến đưa 7, nên ta bỏ bỏ bốn chân này qua.
rồi và tiếng tư anh chào chạy. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem bài viết của mình.